Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 2, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai. Tiếp đoàn có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo quân khu 2, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và một số sở ban ngành. Trong buổi sáng nay 28 tháng 2, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thành phố Lào Cai. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã bày tỏ lòng tri ân với công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau khi dâng hương tại nhà tưởng niệm Bắc Hồ và các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã dự lễ thượng cờ tại cột cờ Lũng Pô, Tại đây, đồng chí Trần Tuấn Anh đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng A Mú Sung trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, góp phần cùng nhân dân xây dựng biên giới ngày càng giàu mạnh. Tiếp đó, đoàn công tác trung ương đã đến thăm đoàn kinh tế quốc phòng 345. Buổi chiều cùng ngày, đồng chí trưởng ban kinh tế trung ương sẽ tham dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sau.